Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là chúng ta có cái chương trình Phật sức khỏe đời sống kỳ thứ bảy. Thì sức khỏe đời sống kỳ thứ bảy lần này thì có rất là nhiều cái câu hỏi mà quý vị Phật tử quan tâm đến sức khỏe của mình gửi về đây hỏi. Câu hỏi như thế này. Câu thứ nhất là: thưa Thầy, cho con được hỏi cách nào để làm giảm mỡ máu và cân bằng huyết áp hiệu quả nhất. Con đã làm đủ cách rồi nhưng cholesterol vẫn bị cao. Cái câu hỏi này nó liên quan tới người ta gọi là mỡ máu. Mỡ máu là cái gì? Quý vị, thực ra mỡ máu là mình nói theo nôm na là mỡ trong máu, tức là cái dân gian mình gọi là mỡ. Thì quý vị thấy là mỡ nó có cấu tạo của mỡ mà mình thấy đó, nó miếng trắng, rồi nó có màng, rồi nó không có thấm nước. Tức là mình thấy là miếng mỡ mình để xuống nước, nó có cái màng ở trên đó, thì đó là mỡ. Mỡ thì nó có nhiều chỗ lắm. Mỡ trong ruột, mỡ bao quanh cái lá gan, mỡ chạy theo cái đường ruột, rồi mỡ tập trung ở dưới bụng, rồi mỡ nó trôi trong máu. Cho nên cái mỡ mà trôi trong máu thì gọi là mỡ máu. Thường thường người bị mỡ máu cao quý vị thường bị lên huyết áp. Tức là mỡ máu nó sẽ làm cho các cái thành động mạch mình dày lên, hoặc là nó làm cho là nghẽn một cái ống dẫn, thì nó nghẽn bao nhiêu phần trăm thì cái số lượng máu nó đi qua đó nó phải làm cái áp lực tăng lên, chạy nhanh hơn, nó mới cung cấp đủ cho cơ thể ở một cái chỗ khác. Cho nên là mỡ máu dễ dàng làm lên máu, mà lên máu cao quá mà nó không hạ thì nó dễ dàng đi đến tai biến mạch máu não, hoặc là người ta gọi là xuất huyết não. Như vậy thì người ta là muốn cho cái huyết áp mình nó trở về với cân bằng bình thường hoặc là an toàn, thì người này phải làm giảm cái lượng mỡ ở trong máu mình đi. Thì mỡ trong máu mình có những cái loại mỡ mà nó là mỡ tốt. Ví dụ như mỡ tốt là cái những cái loại mỡ đó nó sẽ giúp cho cái quá trình mà làm cho tan các cái vitamin. Ví dụ như vitamin A nó tan trong dầu chẳng hạn gì đó. Tức là những cái mỡ mà có lợi thì cái đó nó làm một cái môi trường, hoặc là cái chất xúc tác để nó tan các cái chất mà làm cho cơ thể mình nó sẽ nuôi cái cơ thể mình tốt. Nên là tức là những cái loại mà mỡ mà có lợi cho cơ thể. Cái loại mỡ thứ hai có lợi cho cơ thể nữa là mỡ nó tích tụ ở dưới da của mình nếu mà chúng ta bị nhịn đói lâu ngày, hoặc vì lý do nào đó mà cái chất dinh dưỡng không có cung cấp được cho cơ thể, thì cơ thể mình sẽ lấy cái lượng mỡ thừa dự trữ ở dưới da đó, nó sẽ làm một nguồn năng lượng để nuôi ngược lại cơ thể cho mình. Thì cái đó cũng là cái tốt á. Trong những trường hợp mà mình không thể là ăn uống được, hoặc là người ta không có gì để ăn vân vân, thì nói cái khía cạnh tích cực của nó thôi. Còn các cái loại mà mỡ máu xấu, mỡ máu xấu nghĩa là cái mỡ máu đó nó sẽ, ví dụ như là mỡ nó bao bọc cái nội tạng của mình đi, làm cho nội tạng mình hoạt động yếu dần đi. Ví dụ như mỡ nó bao phủ cái lá gan mình, nó bóp ngạt cái lá gan luôn là làm cho nó hoạt động yếu dần đi. Rồi mỡ ở trong máu, mỡ ở dưới bụng, dưới bụng mà mỡ nhiều quá nó phệ cái bụng đi không nổi, mà cái cơ thể mình mập quá đó quý vị, thì nó sinh ra nhiều bệnh lắm. Ví dụ như là máu bình thường, cái trái tim mình có ba lớn này khi mà nó bóp một cái lượng máu nuôi cơ thể mình thì cơ thể mình phải bao nhiêu kg đó thôi. Còn bây giờ nó lên quá cho nhiều ký thì bắt buộc máu nó chạy khắp hết tất cả các nơi, làm cho cường độ trái tim mình nó hoạt động nhiều hơn, nó hoạt động mệt mỏi hơn để bơm máu.
thì làm cho quý vị biết là cái gì mà hoạt động quá rồi đó, quá sức của nó rồi đó, thì một ngày nào đó nó bị liệt, có nghĩa là nó không còn hoạt động nữa hoặc là nó bị tổn thương. Nên nó lại mở mà nó tích tụ ở dưới da nhiều quá, quý vị, bụng phệ đó, này nọ, nó là sinh ra tim mạch, rồi đó là sinh ra tiểu đường, rồi đó là nó sẽ làm cho cái hệ thống khớp của cái đầu gối mình đó, nó sẽ dễ dàng đi đến thối hóa, tại vì cơ thể mình nặng quá, nó chất lên cái đầu gối mình, hai cái khớp mình nó liên tục mà, nó chất lên liên tục. Liên tục nó chất lên trên, ví dụ như bình thường mình 50 kg, thì cái cơ thể mình sức nặng cơ thể mình nó đè lên trên hai đầu gối mình á, ít gì ít á thì nó cũng khoảng là trên 40 kg, là tại vì từ đầu gối trở xuống thì nó không có đè lên chỗ đầu gối, mà từ đầu gối trở lên á, cái sức nặng nó sẽ đè lên đầu gối, mà đầu gối thì xương mình nó sẽ chịu lực cái đó, nó cọ hai cái khớp của chỗ đầu gối, khớp trên khớp dưới á, nó đè xuống đây nè, rồi hàng ngày mình mới di chuyển, nó cà với nhau, nó cà riết, rồi cái lớp mà cái chất nhờn á giữa hai cái đó nó bị mòn đi, cái điểm nó mòn đi, rồi các cái chất nhờn để mà nó bảo vệ khớp nó mòn đi. Trên cái người mà nặng ký quá cũng chưa chắc phải là tốt cho cơ thể mình đâu, nghe không quý vị, nhất là về mặt xương khớp, khớp gối rồi đó, vân vân, hoặc là khớp cột sống, vân vân, đốt sống cổ, nó nhiều lắm. Rồi là mình làm việc nặng nhọc quá nhiều ngày, ví dụ như là mình khuyên khuân giác nhiều ngày nó cũng đè xuống nữa. Như vậy thì cái loại mỡ mà nó trôi ở trong máu có ba cái loại mà nó làm độc hại cho cơ thể của mình. Đó là quý vị đề cập một cái loại đầu tiên, đó là loại cholesterol. Cholesterol là một loại mỡ máu. Cái thứ hai nữa là cái loại lipid. Lipid là một loại mỡ máu. Rồi cái loại thứ ba nữa là triglyceride, tức là đó là một loại mỡ máu. Ba cái loại mỡ máu này nó có một cái tác dụng là nó trôi ở trong các cái mạch máu, làm cho cái mạch máu nó bị hẹp lại, cái lưu lượng máu nó qua trong cơ thể mình nó ít đi, cho nên đó là nó phải bơm nhiều hơn, làm tăng cái quá trình huyết áp. Trong trường hợp này tăng huyết áp có nguyên nhân, tăng huyết áp có hai loại, một loại là tăng huyết áp có nguyên nhân, một loại là tăng huyết áp không biết nguyên nhân, chứ nó không phải là không có đâu. Nó có nguyên nhân mà mình không có biết, chưa có tìm ra tại sao nó lại tăng huyết áp. Thì cái đó gọi là tăng huyết áp không có nguyên nhân, thì người ta gọi là tăng huyết áp vô căn. Vô căn tức là nó không có căn nguyên, nó không có là lý do nào, nguyên nhân nào hết để mà nó tìm hiểu tăng huyết áp cả. Trong trường hợp này, người ta để tránh cho cái lượng mà tăng huyết áp lên cao á, thì người ta uống cái thuốc huyết áp để cho nó giãn thành mạch lên, làm cho nó hạ cái áp lực máu xuống. Như vậy thì trong 24 tiếng đồng hồ người ta uống 1 viên hoặc là 2 viên, tùy vào cái lượng hẹp của mạch mà tăng cái huyết áp nó nhiều quá. Thì loại ví dụ như mình uống thuốc cái loại là 5 mg hoặc là loại 10 mg, 4 mg, 8 mg đó, thì tùy vào cái nhà sản xuất, người ta sản xuất là bao nhiêu gram, qua bao nhiêu mg thì uống vào để cho nó cân bằng được huyết áp, tức là nó giảm bớt xuống, chứ không phải cân bằng đâu, nó giảm bớt trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Cho nên những người này phải uống 24 tiếng đồng hồ phải uống hoài và kiểm tra lượng huyết áp. Ví dụ như nó tăng nhiều quá thì bắt buộc cái người này là phải uống nhiều hơn, tăng liều nhiều hơn, hoặc là tìm một cái cách khác để mà làm cho huyết áp nó giảm xuống. Trong trường hợp này á, cái vị Phật tử này á là bị một cái loại gọi là cholesterol xấu ở trong máu của mình, và vị này á là muốn tìm cái cách nào để mà giảm cái lượng cholesterol ở trong máu xuống và để là cân bằng huyết áp hiệu quả. Trong trường hợp này quý vị lên huyết áp là có căn nguyên, chứ không phải là huyết áp vô căn. Cho nên chỉ cần giải quyết cái lượng cholesterol này tốt một chút xíu,
thì là nó sẽ cân bằng được huyết áp. Do đó mà người ta có thể là dùng thuốc kết hợp với vận động. Vận động quý vị là nó sẽ làm xài một cái lượng năng lượng của cơ thể, đó là calo. Như vậy thì mình làm cho cái đốt cái lượng calo đó thì nó sẽ lấy ở trong cơ thể của mình. Nó lấy ở đâu? Nó lấy ở mỡ, ở trong máu. Nó lấy mỡ ở dưới bụng. Như, ví dụ như mà mình vận động, vận động thì cái mình đổ mồ hôi. Đổ mồ hôi tức là nó nóng cái cơ thể mình lên, để mà là cơ thể mình nó sẽ đổ mồ hôi. Mình vận động nhiều nó sẽ nóng lên. Cái gì cũng vậy chứ, mình trà sát nhiều, vận động nhiều là nó nóng lên. Mà nóng lên á thì là cơ thể mình tăng thân nhiệt. Và cơ thể mình nó có một cơ chế gọi là cân bằng cái thân nhiệt. Thân nhiệt tức là nhiệt độ của cơ thể. Đây là một điều bí mật mà các nhà y học tới bây giờ vẫn không hiểu nổi. Cái nhiệt độ của cơ thể mình tại sao lại là nó làm bao nhiêu độ đó, nó cân bằng được bao nhiêu độ đó, cái gì làm cho nhiệt độ cân bằng. Quý vị thì người ta cũng không có hiểu hết cái vụ nhiệt độ cơ thể này. Nhưng mà thường thường á thì một người ở nhiệt độ bình thường á là nam và nữ cũng khoảng từ 36 cho tới 37 độ chẳng đó, tức là nhiệt độ đó là cái chặng đó. Ví dụ như nữ thường hay nhiệt độ thấp, nam nhiệt độ 37, nữ độ 36, mà không phải là người nào cũng vậy. Ta tính trung bình đó là giữ nhiệt độ cơ thể. Cho nên đó là mình vận động, cái thứ nhất là vận động là tiêu tự nhiên nhiều nhất. Cho nên đó quý vị hãy vận động đi, đi bộ hoặc chạy bộ hoặc tập gym hoặc là tập yoga hoặc và là chạy bộ tại nhà hoặc là đi trên sỏi quý vị, hoặc là hít đất, hoặc là đánh vũ cầu, hoặc là đánh võ, hoặc là chơi thể thao. Và phải dành thời gian một ngày trong những cái trường hợp mà những người này tạm gọi là mình bệnh đi, mình bệnh mỡ máu, mình tạm gọi là mình bị bệnh đi. Chứ thực ra trong trường hợp này thấy người vẫn mạnh khỏe bình thường, nhưng mà người ta đo máu thì lên cao. Rồi là người ta đi thử máu, tức là người ta đi test máu á. Người ta vào trong cái bệnh viện hoặc là một cái nơi cơ sở y tế mà có lấy máu ra. Lấy máu ra người ta mới thử cái hàm lượng là mỡ máu xấu trong cơ thể mình á, là nó có cái chỉ số. Ví dụ như cholesterol ở trong máu mình á, cholesterol nó xấu là nó độ từ đây tới đây thì cho phép là cơ thể mình vẫn hoạt động bình thường. Nhưng mà nó vượt ra ngoài ở ngưỡng trên là tăng, mà nó lọt xuống ở ngưỡng dưới á là thiếu. Thiếu không được mà tăng không được, nó nằm trong cái khoảng. Ví dụ như tiểu đường là nằm mà có hai cái thang đo, nhưng có một cái thang đo là từ 6 cho đến 12. Ví dụ như đó miligam trên lít gì đó, đại loại vậy. Nhưng người ta hỏi là 6 trên 12 rồi á là huyết áp cũng vậy nữa, huyết áp á là 12/8, tâm thu và tâm trương á. Tức là 12/8 là huyết áp lý tưởng vân vân, nhưng mà tùy vào cái lứa tuổi thôi. Nên trong trường hợp này cholesterol tăng cao nè, mỡ máu tăng cao, không những cholesterol mà là triglyceride và lipid máu luôn, nó tăng cao rất là nguy hiểm. Cho nên quý vị đừng có coi thường cái này, mình phải vận động, vận động thật nhiều. Nếu mình không lao động, lao động cũng là một hình thức tăng mỡ máu, và mình vận động điều cơ thể cũng là hình thức tăng mỡ máu. Cho nên đó là mình hãy cố gắng vận động cách tập thể thao, thể dục một ngày ít gì ít cũng 1 tiếng đồng hồ trở lên. Có nhiều người người ta tập 3-4 tiếng luôn cũng được, nó không sao hết trơn. Quý vị, tức là mình tập buổi sáng hoặc là buổi chiều tối đi làm về đó. Còn người nào rảnh rỗi thì thôi cũng ráng lội bộ tập, chạy vòng vòng sức mồ hôi ha. Mình thủ một cái chai nước gọi là chai nước khoáng. Chai nước khoáng tức là cái nước mà nó có khoáng chất trong đó, nó mặn đó. Nếu chúng ta ra mồ hôi nhiều thì là mình mua nước khoáng mình uống. Còn bình thường ở trong nhà mình khát nước thì mình uống nước bình thường thôi, khỏi cần nước khoáng, cũng được nước lọc là được rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta ra mồ hôi nộp ra thì uống nước khoáng là tốt nhất, nó bù cái khoáng chất. Quý vị thấy mồ hôi mình nó mặn không? Tức là trong đó có cái chất khoáng muối rồi nó ra đó, thì mình uống cho nó bù lại, nó không thiếu chất khoáng nuôi cơ thể mình. Cho nên cái người nào á mà lao động hoặc giả là thể dục thể thao mồ hôi ra nhiều như là bóng đá chẳng hạn,
mồ hôi ra là nhiều hoặc là rất nhiều thì là người ta uống nước khoáng là tốt nhất, chứ không phải là uống nước lạnh là tốt nhất. Nước lạnh ý là mình nói là cái nước đóng chai bình thường chứ không phải là nóng lạnh. Cho nên đó quý vị đừng có làm biếng tập luyện, cứ đi vòng kể đi, tập vòng nhằm khi nhảy dây nữa. Nhảy dây tại chỗ cũng được đó, nhảy dây 300 cái, 400 cái. Đạt ma dịch chân kinh là dãy tay 500 lần, 1000 lần, 3000 lần. Người ta làm ngày á quý vị, làm mồ hôi đổ ra nộp đi đó. Còn người nào mạnh khỏe người ta hít xà đơn, đánh côn, hít đất. Nói chung là cái môn nào thì tùy thuộc vào cái lứa tuổi và cái sở thích của mình. Có những người là chạy xe đạp, chạy xe đạp đua, chạy vòng sức mồ hôi. Rồi có người, nhiều người chạy bộ vân vân. Miễn sao là sức mồ hôi ra thì là làm cho cái lượng mỡ máu nó sẽ tan bằng cách là nó đốt cái lượng là calo ở trong máu. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á quý vị là chúng ta phải cái chế độ ăn uống. Chế độ ăn uống là điều chỉnh lượng cholesterol ở trong máu là tốt nhất đó, chứ không phải là mình uống thuốc đâu. Cái chế độ ăn uống, chế độ ăn uống nó có hai cái vấn đề. Một cái vấn đề là mình ăn mà không có xài. Có nghĩa là ăn mà không có xài là sao? Có nghĩa là ăn vô mà không có tiêu thụ. Ví dụ như ban đêm ngủ đâu làm gì đâu. Ăn đầy bụng và nằm ngủ ngáy ông ta nói đó bụng nằm co, ăn no làm biếng. Tức là ăn no rồi làm biếng nằm ngủ, cho nên nhầm người ăn no vô rồi có vị cơ thể mình là nó buồn ngủ dữ lắm. Nó cho mình ngủ nghỉ ngơi để mà cơ thể nó hoạt động, là nó đốt, nó hoạt động trong đó là để mà bao tử mình nó vận động đồ trong đó làm cho mình buồn ngủ. Gần đầu mình nằm xuống mình ngủ thì nó vận động, nó tiêu hóa một cái lượng là dinh dưỡng rất là lớn nuôi cơ thể của mình. Mà nó không có làm chân á, dinh dưỡng nó đi vô mà không có xài vậy chân á, bắt buộc nó phải quy đổi cái nguồn dinh dưỡng đó, nó chuyển đổi giống hệt như nó đổi tiền bằng vàng ra vàng vậy đó, nó đổi ra mỡ. Như vậy là mỡ nó tích tụ dưới da, mỡ nó đi vô máu như là ban đêm, hoặc là nó đóng ở trong nội tạng. Trong nội tạng là nó bao cái trái tim, nó bao cái lá gan, nó bao cái đường ruột, nó bao cái gì đó, đại loại là mỡ nó đóng ở trong nội tạng. Mà quý vị biết mỡ bao bọc không phải là bảo vệ đâu. Mỡ bao bọc có nghĩa là nó bóp lại cho bí luôn á, cho hết nhúc nhích á, chứ không phải là bảo vệ đâu. Cho nên cái ăn uống, mà ăn uống cái thứ nhất á là chúng ta ăn đừng có ăn đêm nhiều. Sáng ăn nhiều chịu ít, tối lại rai, đừng có ăn đêm nhiều. Quý vị, nhất là ăn trái cây đêm á, trái cây nào cũng ngọt. Ngọt nó là cái lượng đường nó rất lớn, là nó năng lượng rất lớn, cái lượng đường của trái cây á. Cho nên á, mình ăn cái trái cây mình đâu là tốt. Quý vị, ăn trái cây chỉ là buổi sáng mới tốt thôi. Còn buổi chiều với ban đêm thì ăn ít. Ví dụ như người nào thiếu đường cơ thể thì phải ăn thì cũng tốt, không có sao hết á. Quý vị, mà chúng ta nói là người dư đường, dư calo trong máu. Cho nên ăn trái cây ban đêm nó không phải là thuốc bổ đâu, mà làm khi nó ngược lại nữa đó quý vị. Cho nên đó là ban đêm mình ăn no hoặc ăn trái cây nhiều quá, nhiều đường, trái cây là ngọt hả. Cho nên đó là ăn nhiều đường ấy vô cơ thể ban đêm nó tích tụ thành là cái lượng năng lượng calo chuyển đổi qua là mỡ máu, mỡ nội tạng ngay. Cho nên đó quý vị, cái người ta tính đâu ăn trái cây tốt, ăn trái cây tốt không phải, ăn rau củ quả, nhưng mà mình ăn giờ nào đó quý vị. Tức là mình ăn phải ăn buổi sáng, buổi chiều ít rồi đó. Buổi tối ăn chơi cho nó vui thôi. Ví dụ ai mời thì ăn trái, nửa trái cho nó vui thôi. Mà trái đó trái nho nghe, chứ không phải ăn nửa trái lấy trái mít hay là trái sầu riêng đi. Nói ăn trái nửa trái là ông thầy ông dặn ăn trái nửa trái thôi. Mình xẻ trái sầu riêng ra mình ăn trái là ông thầy ông dặn rồi. Tối ăn trái nửa trái thôi. Cái này là trái nho. Cái trái là dâu, chứ không phải là trái này là trái sầu riêng, trái mít cũng là trái. Đó, ông thầy cũng dặn ăn tối ăn trái nửa trái thôi. Vậy thì thôi, con sẽ ăn trái sầu riêng với nửa trái mít con ăn. Rồi đêm nào vậy là ông thầy cũng dặn vậy là chết người ta. Ta có dặn người ta đâu nói gì đâu. Quý vị đừng có hiểu cái trái với trái trong đó.
Nên quý vị á, là ban đêm ăn chơi chớ vui thôi, nhất là trái cây đó. Còn không được ăn quá no vào ban đêm. Ăn quá no đêm tổn hại cơ thể dữ lắm. Cơ thể mình không có vận động đó, mà nó phải làm việc tiêu quá đó, nó làm tổn hại cơ thể mình dữ lắm. Cho nên ban đêm đừng có ham ăn no. Nhằm khi cái gì ăn ngon ngon á, quý vị mình ăn canh không luôn hả. Rồi mình ngủ ăn mình tiếp điều đi, mà muốn ẹo đi không nổi luôn á. Cái gì ngon quá đó. Rồi vậy chứ nhầm khi lâu quá không ăn món đó. Ăn món rồi nó thấy ngon rồi là mình ăn tấp tới hả quý vị. Khi mà mình dồn cái thức ăn vào cái bao tử của mình á, khi nó no á, mình cảm thấy no á, thì là nó nhiều quá rồi. Tức là mình thấy no đó là nó nhiều rồi. Tại vì cái thời gian cái bao tử mình á, nó đi một cái thông tin lên não, nói là no thì não mới đánh xuống báo cáo là no. Thì cái thời gian đó là mình ăn cá chén nữa rồi. Cho nên mình no á là nó chậm đi rồi. Nó chậm đi. Nên mình á là biết cái cơ thể mình, cái bao tử mình chứa khoảng bao nhiêu. Cho nên mình ăn á khoảng bao nhiêu thôi. Chứ không có nghĩa là chúng ta ăn mà thấy no là nó dư rồi đó. Là tại nó báo cáo gì não, não báo cáo ngược và xuống nữa, nó trễ một nhịp. Có nghĩa là ăn thêm chén nữa đó, nếu ăn nhanh á. Ăn nhanh lùa ào, bao tử nó báo không kịp. Không có gì bao tử nó báo không kịp. Nên có những người mà người ta đói lâu quá đó, có gì người ta ăn vô no không hay. Tới chừng bao tử nó nói no, cái là nó cứng ngắc cái bao tử rồi. Là lúc đó nếu người nào mà nhanh trí chút xíu á, là móc họng cho mửa ra bớt, để cho bao tử mình nó còn cái khoảng không gian. Để nó bóp đây nè thì nó mới tiêu hóa được. Còn nó không bóp nó không tiêu hóa được, nó bóp cho nhão lại, nó tiêu hóa được. Nên cái bao tử mình ăn vô dừa nó bóp thoải mái lắm. Giống như là đánh thái cực quyền vậy đó, nó đánh nhẹ nhàng ha. Trương Tam Phong đánh thái cực quyền, Trương Vô Kỵ đánh thái cực quyền. Nhẹ nhàng. Còn đằng này nó nhúc nhích không nổi luôn. Là bao tử nó cứng ngắc mà. Nên là ngày xưa đó quý vị, có nhiều cái đoàn quân á đi đánh giặc á, rồi lạc vô rừng nhiều ngày quá không có cơm để ăn. Sau này mới tìm được cái ngôi nhà của người ta đó, mới vô nhờ nấu cơm ăn đó quý vị. Một cái đội quân mấy trăm người mà chết hơn phân nửa. Có nghĩa là ăn cơm xong chết, không phải ngộ độc. Cái bao tử mình á, nó cứng quá, nó cứng ngắc luôn. Ăn đầy cái bao tử luôn, cứ không có nhai chứ á. Người ta đói quá đó, người ta gọi là trẹo trẹo nuốt á. Vừa để vô họng cái là tao nuốt ực vô, không có nhai luôn á. Tức đói quá đói. Đói nhiều ngày, tại bây giờ mình không có đói, mình không có thấy cảm giác đói của con người. Cảm giác đói của chúng sanh nó thê thảm lắm. Người ta cảm giác đói mà ta giật của nhau ta ăn, ta cướp của nhau ta ăn, ta giết người khác ta ăn á, có gì. Cảm giác nó đói từ cỡ đó đó. Tức là người ta đói xanh xương nên người ta hết biết đường. Quý vị, miếng ăn á nó quan trọng vậy đó. Cho nên ta ăn vô rồi cứng cái. Nếu người nào có kinh nghiệm á, trong những hộp đó, thấy hộp đó quý vị là móc cổ ra nhanh lên. Nhanh lên nhiều nào tốt nấy, cho nó cái bao tử nó ít xuống một chút xíu là người đó sẽ sống. Chứ còn bằng không chút xíu bao tử cứng ngắc, bao tử không bóp chút xíu là đầu nó tê liệt bao tử rồi. Bao tử không bóp nó tê liệt. Tê liệt cái bao tử rồi là máu nó không chạy nữa, là thua, nó chết cái bao tử đi. Là chết luôn. Quý vị nói ăn thôi đó là cũng đã chết đó, chứ không phải là nó bình thường. Cho nên á mình ăn á mình cảm thấy vừa no, vừa thấy là mình nghỉ. Cái người nào á mà ăn vừa nghỉ sống dai lắm. Còn cái người nào mà ăn mà đứng mà ẹo rồi nhảy lên nhảy xuống cho nó xuống cơm, giống hình như lắc cái táo lúa đông rồi vậy đó, hoặc là cái bao lúa vọng xin cho nó xuống đó quý vị. Cái bao tử mình không phải là cái bao lúa. Nên có nhiều người á ăn không chịu ngồi đứng chi cho nó xuống cơm. Ngồi đây nè sẽ nó tồn đó, đứng lên cho nó xuống cơm, hoặc còn ta nhón chân lên ta vọng xuống mấy cái nữa cho cơm nó xuống nữa, ăn nữa đồ ngon quá. Quý vị, đi đám cưới rồi đó, có những chỗ mà nó đãi có hai món à, cua hoàng đế với tôm hùm Alaska. Có hai món thôi quý vị, thấy đăng ở trên báo đó. Đám cưới đãi có hai món à, trời ơi người ta đi người ta lợi, người ta ăn quá trời, đãi hai món đó. Đó, lúc đó mình mới thấy ăn vô rồi đứng lắc xuống. Rồi có nhiều người á là người ta uống 7 úp đồ vô cho nó tiêu rồi ha. Rồi là người ta uống nước chanh muối á, chanh muối là tiêu nhanh nhất. Cái chanh muối lâu năm á nặng vô cầm ly chanh muối nè uống vô ha, để ăn tiếp, uống ly chanh muối có thể ăn dư hai chén.
chút xíu là nó tan rã nhanh lắm, nó tiêu hóa. Cái gì chi vậy, vì ngon chút xíu mà nó đầy cơ thể mình. Quý vị, ông bà mình nói cái câu đó rất hay, gọi là cái miệng nó kiện cái thân. Cái miệng mình nó kiện cái thân là chỗ đó đó, ăn cảm giác ngon là trên cái đầu lưỡi mình thấy ngon, mà vô trong bao tử mình là tối đó. Có nhiều người chúng thực ăn nhiều quá tiêu hóa không nổi á, nó chưa đến đổi mà cái chất tiêu hóa mà nó tiết ra không đủ mà để mà tiêu hóa thì bắt đầu nó chúng thực. Ở dưới thì đi ngoài, ở trên thì mửa, cái đó mới thấy thê thảm, nó đau bụng như dao cắt, nó quặn cái ruột mình như dao cắt vậy. Ăn ở đó một lần, một là tẩn ông tẩn cha luôn, ăn những cái món mà lạ lạ, ăn kiểu ăn trúng á. Thứ nhất là ngộ độc, cái thứ hai nó ăn quá nhiều. Hồi nhỏ nhỏ thầy bị ăn lần rồi nè, đi học về đói bụng không có gì ăn, chân thấy nguyên cái trái mít rồi xẻ cái trái mít ra, mà mít nghệ nữa chứ, xẻ trái mít ra ngồi ăn mà nó ngon dữ lắm. Là mình đói bụng đó, rồi cái mít mà mít nghệ nữa nó ăn ngon, mình thấy nó ngon dữ dằn lắm. Ăn hết một cái trái mít, mà trái mít bự nè, trái mít đó chắc cỡ 5 kg, 5 kg thì trong cho đó là cái ruột nó cũng khoảng 2 kg chứ đâu có ít. Mà 2 kg dồn vô bụng mình là toàn mít không. Rồi bắt đầu nó đau bụng, nó mửa, nó đi ngoài. Trời ơi quá trời, mà nhỏ đâu có biết gì đâu. Mẹ mà làm cái gì thì uống cái đó thôi, chứ đâu biết đâu. Nhưng mà hồi xưa cũng không có thuốc gì nữa, làm mấy cái xung quanh về trà gừng vỏ quýt ấm bụng, rồi lấy bọc nước lăn bụng, mà đốt nước nóng lên lăn bụng mà dầu sức bụng, rồi cạo hai gió hai bên bụng xuống đó. Hồi xưa là người ta vậy không à, chứ đâu có thuốc bệnh viện đâu như bây giờ. Chạy ra tiệm thuốc tây không có, ở quê không có tiệm thuốc tây. Vậy rồi nó chịu trận vậy thôi à. Có gì rồi nó một lần một tởn luôn, sau đó thấy mít cái là chạy dài không dám ăn, 10 năm sau mới dám ăn mít lại đó. Tởn tới cỡ đó đó có gì. Cho nên á là nhầm khi á là mình ăn uống á là mình phải tiết độ là chỗ đó. Cho nên ăn á, ăn đêm là phải cẩn thận, nhất là ăn đêm, nhất là mấy người uống bia đêm ha. Rồi cái đó là chúng ta nói là cái thời gian ăn mà nó làm tăng cái lượng cholesterol trong máu, đó là thời gian ăn đêm, ăn lúc mà mình không vận động, hoặc là người nằm một chỗ mà ăn quá nhiều. Cho nên khi mà cái người mà không có vận động được vì lý do nào đó không có vận động được, quý vị ví dụ như người ta bị gãy chân phải đăng không đi đâu được chân á, còn đó ăn đừng có ăn no. Quý vị cái người nuôi bệnh á, hoặc là người bị tai biến nằm chỗ đó, cái người nuôi bệnh á biết ý đừng cho ăn quá nhiều. Ví dụ người đó ăn một tô thôi, đừng cho ăn hai tô, dầu ngon nào tô thôi là hết rồi. Quý vị mình nói hết rồi để cho người ta vậy đó, thì người ta sẽ điều tiết cái cơ thể nó không có bị tăng cân lên, mà không có làm mỡ ở dưới da của mình. Cái đó là khi mà cơ thể không vận động thì đừng có ăn quá nhiều, cái đó là cái thứ nhất. Và khi ban đêm cơ thể mình không có vận động, nằm ngủ á, đừng có ăn quá nhiều, nhất là ăn trái cây đều có gì. Cái thứ hai là ăn cái gì mà nó tăng cholesterol ở trong máu á, có gì ăn mỡ dầu, nhất là những cái loại mà dầu mà chiên tới chiên lui chiên xuôi chiên ngược đó quý vị, nhất là mì gói đó của mình đó, nguyên một thùng dầu quá, nhúng chổng chiên mà biết nhầm khi cái ông mà thay dầu ổng quên sao. Ổng quên thay, đáng lẽ tới giờ đó ổng thay, mặc đầu ổng nhắn tin cho người yêu hay gì, ổng để thêm 2 giờ nữa ổng nhúng là sao, làm cho cái lượng dầu đó nó khét lên. Thì nó dính vào trong những cái đó. Rồi hoặc là cái đồ chiên ở ngoài chợ. Đồ chiên ở ngoài chợ, quý vị có người có tâm thì không nói, sáng chiên tới chiều người ta đổ ra người ta bỏ. Có nhiều người không có, dồn lại lắng cặn, đổ cái nước ở trên, đổ nước trong qua rồi cặn bỏ, rồi mới tấp dầu mới vô dầu cũ. Rồi bữa sau là chiên tiếp. Vậy mà đứng sắp hàng mua chuối chiên nha. Quý vị có chỗ bán chuối chiên á, ăn ngon lắm. Chuối chiên mà muốn chiên ngon á quý vị, người ta chiên 2 đợt. Chuối chiên mà chiên ngon người ta chiên 2 đợt. Chiên 2 đợt là chiên sao? Quý vị, đây cũng là bí kíp mà thôi, lỡ là thầy chỉ luôn cái bí kíp chiên chuối chiên. Chiên 2 đợt. Quý vị đừng có thấy là cái miếng chuối bự này nè. Mình đừng có nhúng vô một cái rồi mình để chiên rồi mình đem xuống ở ngoài chín mà trong nó không chín.
ăn không ngon. À quý vị, chiên hai đợt là sao? Cái miếng chuối gì đó mình nhúng vô mình dở lên liền cho một lớp áo mỏng thôi, thảy vô mình chiên, chiên đừng có vàng. Mình đem cái miếng chuối đó ra, mình nhúng lại bột một lần nữa, mình chiên, vừa giòn vừa ngon vừa chín. À quý vị hiểu không? Gọi là chiên hai đợt đó. À, chứ người ta không biết á quý vị, người ta thảy vô người ta chiên lần một cái miếng bự này, chiên ở ngoài nó giòn là ngon lắm, ở trong nó chưa có chín luôn. À, như vậy thì nó sẽ không có ngon mà không có giòn. À, cho nên đó là cái đầu tiên á mình nhúng nhẹ thôi. À, có thể á là có người á người ta xài bột loãng để nhúng lần đầu, chiên lần đầu bằng bột loãng, còn bên đây là bột thiệt, là bột đủ đặc đó để chiên đó, nhúng bột loãng vô chiên cho nó áo bên ngoài một cái. À, nó vừa vàng lên thôi, đem ra dỡ ra để qua cái bột đặc rồi chiên qua lại cái một nữa, chuối chiên nó ngon tàn dách luôn. Nào, ăn giòn mà nó ngon rồi đó, dầu đó quý vị ha, bắt đầu á chiên bán mà nguyên chảo dầu đó nhúng vô chiên ra tới chiều phả cái mặt vớt cặn bên thôi để lắng sáng đem cái đổ cái dầu mà nó còn trong trong đó qua một bên. Nè, bỏ cặn đi rồi đổ dầu mới vô. À, chiên tiếp đó, cái đó đó là mới đọc đó, chiên tới chiên lui chiên xuôi chiên ngược đó, là chiên nguyên năm vẫn còn cái chảo dầu, dồn tới thôi. À, cái gì không, như vậy là không có được, ăn bệnh chết luôn. Mấy cái đó là ăn cholesterol xấu rồi á, mỡ máu xấu, lipid máu rồi tăng dèo dèo, tăng liệt kim luôn á quý vị. Nếu mà chúng ta ăn hoài ngày nào cũng ăn á, rồi đó là chúng ta ăn dầu quá nhiều, dầu mà dầu không rõ nguồn gốc nguyên nhân á quý vị. À, dầu ví dụ như á là dầu đậu nành nè, hoặc á là người ta những cái dầu phộng, dầu đậu nành, những cái nào mà ép nguyên chất thiên nhiên rồi đó thì nó còn đỡ. Còn những cái loại dầu gì mà ta ép nào mà không có nguồn gốc á, rồi đó mình ăn quá nhiều là gì, cái gì cũng chiên. Chiên là chiên á thì dầu mình không nói rồi ha. Còn kho cũng để lớp dầu ở trên nè. Rồi xào á cũng đổ dầu một lớp vô, phi hành tỏi dầu lớp để đồ vô xào. Thầy đi ở qua bên Singapore vô ở chỗ Chinatown. À, không phải Chinatown mà cái quán của China. Vô đó kêu với điều đầu xào rau mà cải bẻ xanh mình thôi. Đem ra cái quý vị thấy mỡ nó ngập lên đây nè, dầu á nó ngập lên đây nè. Mình gấp cái cọng cải lên lọt dầu tủm 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 luôn á. Trời ơi mình sợ luôn á. Không biết tại sao mà ta ăn dầu khủng khiếp vậy đó. Đó không quý vị. Ăn kiểu đó mà ăn hàng ngày nào cũng ăn, chứ ăn vô bụng mình á là nó thẩm thấu qua ruột, rồi nó tấp vô máu mình, tấp liên tục. Do đó mà mỡ dầu á quý vị, ta phải ít ăn mỡ dầu. Cho nên á, là người ta ăn đồ luộc là tốt nhất. Cái người nào bị cholesterol á, ăn đồ luộc là tốt nhất. Luộc ăn uống luôn nước rồi luôn á. Quý vị rau á, rau luộc. Quý vị rau muống luộc cũng ngon vậy. Quý vị á, là thầy chỉ cho quý vị một cách á, mà gọi là luộc rau xanh lè còn chất diệp lục luôn nha. Ngon lành luôn. À, quý vị à, luộc rau muốn ngon lành á, là người ta nấu nước sôi lên. À, rau rửa xong để đó, rau á mình rửa là tốt nhất là mình rửa nước rửa rau à, hoặc là nước muối. Nước muối đó mình ngâm khoảng 5-3 phút rồi á là mình hãy rửa cái rau đó. À, mình ngâm để nó sát trùng ở bên ngoài, ngâm để nó trao đổi chất ở phía bên trong. Nói chung ngâm nước muối là tốt, mà giải thích về cái quá trình đó thì cũng khó. À, nói chung là tốt, mình sát trùng ở bên ngoài rồi là nó trao đổi chất phía bên trong, nó tống các chất độc ở phía bên trong của cái rau đó, nó văng ra phía bên ngoài. Mình ngâm nước muối là vậy đó, rồi mình rửa lại 2-3 nước xong mình để ráo đó, cái nấu nước sôi lên. À, nấu nước sôi nhưng mình vẫn để một miếng muối ở trong cái nước luộc rau, để tí muối không cần nhiều, mà nước sôi lên mình hãy để rau vô. À, để rau vô mình chở qua chở lại chở tới luôn, đừng cho nó bầm dập. À, tức là đừng cho nó chín quá, nó chín quá là mất chất. Có những loại rau là nó chín vừa vừa thôi, chín vừa ngon giòn thôi à, như là rau muống đó. À, cho nên mình chở qua chở lại thấy chín rồi là mình đem ra vậy thôi à. À, quý vị còn những cái loại rau nào cứng như là rau muống rồi đó,
thì người ta là nước sôi lên, người ta nhúng vô, chào qua chào lại thấy cái nó chín cái cọng rau rồi đó, là mình lấy lên, mình có sẵn một cái cục nước đá để trong thau nước lạnh á, mình nhúng vô cái thau nước đá lạnh một cái, rồi mình gấp ra để lên cho ráo thôi, thì cái rau muống nó vừa giòn mà lại là nó vừa xanh xanh mà nó giòn ngon lắm, không cần một miếng dầu nào hết trơn á, đúng không quý vị? Nhưng mà lúc đó muốn để dầu thì cái dầu gì mà ăn sẽ tốt cho cơ thể, đó là dầu ô liu. Cho nên á, dầu ô liu nó sẽ ăn vào nó không tăng cái lượng cholesterol xấu nè quý vị, hay không? Rồi á là người ta mua cái lò nướng, mua cái lò nướng á thay vì chiên. Quý vị, giờ người ta mua lò nướng người ta nướng, mà nướng á thì là nó phải có gia vị, có dầu đồ vô, dầu ô liu đồ vô để mà người ta nướng để nó không khô cái độ nướng. Quý vị, thì người ta tập lần vậy đó quý vị, đừng có ăn mỡ dầu nhiều quá. Cái gì mỡ hoặc là dầu đó người ta hạn chế tới mức tối đa. Ví dụ ăn mặn á là ta ăn mỡ, đời có nhiều người ăn tép mỡ. Cái tép mỡ lấy ra ngào với đường rồi ngồi đó ăn, ăn lần keo nè, làm sao mà dầu mỡ nó không ở trong máu được. Quý vị, mình nói mỡ máu, cái chất mỡ máu là từ của dân gian gọi, chứ không phải là mỡ với dầu. Giống hệt cái câu chuyện gì mà ông mà nghệ sĩ hài đó, ông dẫn ông sư phụ ông đi khám bệnh, bác sĩ nói là ông sư phụ ông bị mỡ máu. Ông đứng ông vô ông cự bác sĩ quá trời luôn. Ông là sư phụ của tôi ăn chay mà bác sĩ làm gì mất uy tín sư phụ tôi hết này. Ta ăn chay trường mấy chục năm rồi làm sao trong máu có mỡ được. Phải ăn mặn thì còn ăn thịt, thịt nó mới có mỡ. Còn ta ăn chay mà ta ăn toàn là dầu không à, nên phải nói là dầu ở trong máu. Tại sao nói là mỡ trong máu? Mà kết luận là sư phụ ông mở máu vô ông cự người ta qua trời qua đất luôn. Bác sĩ giải thích gì ông cũng cự, chứ không là trong máu có dầu ông mới chịu, chứ còn để chữ mỡ ông không chịu. Là sư phụ ông ăn chay trường mà nói trong máu có mỡ là ông không chịu. Cho nên quý vị, cái từ mỡ máu là ta đang nói tới cholesterol xấu, rồi lipid máu, triglyceride máu, nó ở trong đó thì gọi chung đó là mỡ máu. Cho nên cái chế độ ăn uống nhiều dầu nhiều mỡ đó quý vị, nó dễ dàng tích tụ trong máu trở thành mỡ máu gốc tự do. Cho nên á là người ta ăn hạn chế đó xuống, bởi vì á là người ta ăn rau luộc, đồ luộc á quý vị là tốt cơ thể dữ lắm. Đồ hấp cơm đó, ở dưới quê thường thường á ta nấu nồi cơm lên ta bỏ rau ở trên á ta hấp luôn. Nhưng mà thôi vậy nó không ngon cơm, nó dính rau. Cho nên đó là tốt nhất là mình luộc, luộc xong á là mình uống luôn cái nước luộc rau đó luôn à. Quý vị thấy không? Hạn chế niêm nếm các quá chất nhiều quá, niêm chơi cho nó vui thôi, quý vị. Chứ đừng có niêm mà mình ăn quá nhiều bột ngọt và bột niêm mà thảy vô á là như mưa rào, thảy xào xào như giấy mạ vô, có nhiều người niêm thấy ớn luôn á, là xào có một chảo ba lớn này nè, bóc luôn một nắm thảy ao như là gãy phân lúa vậy đó, vô đó ăn nó tích tụ vô trong á quý vị. Nên các cái chất bột niêm đó mình làm cho nó ngon miệng thôi chứ nó không có bổ. Cho nên á mình niêm cũng vừa vừa thấy cho nó có mùi có màu chút xíu thôi, quý vị, chứ đừng có niêm nhiều quá, đừng thích niêm không phải là cái đó là ngon. Mà mình thường hay khẩu vị cái gì cũng niêm, kho cũng niêm, xào cũng niêm, cái gì cũng thấy vô ào niêm hết trơn, không quý vị, thì nó sẽ không có tốt cho cơ thể. Như vậy đó, mình tóm lại, nếu muốn cái lượng cholesterol mà nó giảm á thì là chúng ta phải ngăn chặn cái đầu vào, tức là cái nguyên nhân làm tăng cholesterol này mình phải ngăn chặn. Ngăn chặn nó lại, giá nào cũng phải ngăn chặn. Vì thì nãy tới giờ cái gì tăng cholesterol đó mình nhớ không? Cái thứ nhất là mình ăn đêm, ăn trái cây, hoặc là ăn đêm quá no, quá nhiều, nó tích tụ. Cái thứ hai nữa quý vị là chúng ta ăn mỡ, ăn dầu nhiều quá
mà đó không phải là ăn đêm ăn ngày, nó cũng làm tăng lên nữa. Vậy là muốn tan cái này nè thì là mình phải tập luyện, ngày tập luyện là cái hữu hiệu nhất để nó đốt cái mỡ máu đó, nó đốt là mình phải tập, phải lao động, đừng có lười biếng. Quý vị, nó sẽ đốt cái đầu vào mình cắt nó đi, và cái đầu ra mình sẽ đốt nó, đốt nó bằng cách mình tập luyện vận động dữ dội lên. Và cuối cùng là người ta sẽ dùng thuốc, có nghĩa là dùng thuốc để cho nó tan cái gốc đó đó. Thì ở trong dân gian á quý vị, cái loại mà tỏi á, bữa hổm ta cũng nói rồi đó, thì cái này nhắc lại cho quý vị á, tỏi nó cũng làm tan cái này rất là tốt. Ví dụ như tỏi mình lột ra để 20 phút cỡ chừng 3 tép lớn nè, sáng ăn 2 3 tép, chiều ăn 2 3 tép, cỡ chừng nửa tháng là nó tan hết. Mà mình phải lột ra phơi gió 20 phút mà ăn chung với rau rồi luôn. Dần dần thì là nó tan hết nè, quét sạch hết nè. Còn cái gì mình uống á thì có những cái loại lá nó làm tan mỡ máu. Những cái lá mà xung quanh giường nhà của mình thôi mình có thể uống để làm tan mỡ máu á quý vị. Thứ nhất á là cái lá sen. Thứ hai á là cái lá cách. Thứ ba á là cái lá ổi. Ở vườn mình á, mình coi vòng có cái nào mà nó dễ tan cholesterol á, cái đó là những cái loại mà xung quanh mình đó không quý vị. Còn thứ tư nữa là cái lá vối. Nếu nhà mình có chồng thì liệt kê thôi nha, còn mình không có chồng cái nào thì thôi đó không quý vị. Còn có thì mình xài cái lá ổi có nè, ở xung quanh vườn mình có lá ổi nè, rồi đó là có cái lá sen nè, sen trắng là tốt nhất. Rồi mới tới là sen khác, sen hồng, sen trắng là tốt nhất. Rồi là lá cách, lá cách. Tất cả những cái này mình nên xài khô và là tốt. Xài khô bằng cách chúng ta bẻ xuống, ta chặt nhỏ rồi phơi khô. Một cái loại gì đó mình xài một nắm dưới quê mình cân ngã hàng cân, mình xài nắm thôi thì độ khoảng 12-15 gram. Đến chặn đó đó là người ta nấu 1 lít nước rồi còn lại khoảng 600 ml gì đó, mình uống cả ngày hoặc chia 3 lần uống gì thôi, ngày nào uống gì đó thì làm cho cholesterol nó giảm xuống. Bữa trước thầy cũng nói là cái dạng mày trà bồ công anh đó, sáng sớm uống 2 gói nè, chưa ăn sáng, uống vô nửa tiếng sau mới ăn đó, nó cũng tuột cái mỡ máu, làm cho giảm mỡ bụng, làm thon luôn, không có gì. Còn tập luyện á để giảm mỡ máu, giảm mỡ bụng, người ta tập động tác lâm á, là nằm xuống rồi chọi cùi chỏ lên vậy đó, đầu căng cái bụng ra đây nè, bắt đầu đếm xong mà cho được á, là 2 phút trở lên làm tan mỡ máu nhanh. Còn cái đó là mình dùng thuốc, có thể mình thuốc đó mình kết hợp với cái tỏi nữa thì là nó tuyệt vời. Còn ví dụ như có người ta dùng thuốc tây thì cũng được, hoặc là ta dùng thuốc tàu, quý vị, có nhiều cái hiệu thuốc tây tàu và vân vân, nói chung là nhiều hãng sản xuất, thì mình lại mình hỏi người ta coi cái nào, hoặc là chúng ta dùng cái thuốc mà lá sen với táo mèo á, nó tên đó gọi là collection, cái đó cũng giảm rất là nhanh á. Ở ngoài nó cái lá sen với táo mèo, hai cái loại đó đó người ta chiết xuất ra thành cái viên thuốc con nhộng, thì cái hiệu thuốc đó mà thầy thấy người ta dùng cái hiệu quả đó, nó tên hình như là collection đó gì đó, tức là cái loại thuốc đó là collection, hiệu cũng hiệu quả, nó tự nhiên, cái nguồn gốc của tự nhiên thôi, thì đó làm tan cholesterol nó ở trong máu, chặn cái đầu vào, rồi mình tiêu thụ cái đầu ra và đồng thời uống thuốc vào để cho nó tan, thì cái gì mà nó không tan chứ, quý vị. Đồng thời cái tâm của mình á cũng nên thanh tịnh chút để làm cho cân bằng của cái cơ thể mình. Và nếu mà nguyên nhân tăng máu bởi tăng máu là tăng áp huyết á, là huyết áp á, là bởi mỡ máu, thì nếu làm tan mỡ máu thì dĩ nhiên huyết áp nó sẽ cân bằng. Nó hay đó đó,
Tức là huyết áp có căn nguyên. Mà huyết áp có căn nguyên thì nếu chúng ta làm cho là tan hết cái căn nguyên đó thì tự nhiên là huyết áp nó cân bằng. Cái câu hỏi tiếp theo là con bị tràn dịch khớp gối 5 mm, chân đau và sưng đi đứng khó, trình xin thầy hướng dẫn con cách chữa, cảm ơn thầy nhiều. Cái gối này nó là một cái bài học mà muôn thuở, lớn tuổi hầu như ai cũng bị cái khớp gối mình bị nhiều nhất, hơn cả cổ và lưng. Người ta bị khớp gối nhiều nhất. Tại sao cái khớp gối lại bị nhiều? Tại xài nó nhiều nhất. Đi là nó tựa lên khớp gối hết. Mà con người ta từ nhỏ tới lớn đi chừng nào đi hết nổi thì thôi, chống gậy mà cũng gắng còn đi mà. Do đó mà đi thì tất cả cái trọng lực nó dồn lên khớp gối hết. Lứt nhất là lao động nặng, khiêng giác, bưng giác đó, nó dồn lên khớp gối hết. Cho nên khớp gối mình nó sanh ra nhiều cái chứng bệnh khác nhau. Nhất là người mà ngồi thiền lâu ngày mà xả thiền không kỹ nó cũng bị khớp gối nữa. Quỳ lâu ngày đứng một chỗ, lao động nặng, nhiều cái nó nghẽn mạch là nó bị khớp gối à. Cái khớp gối của mình á, khớp gối thứ nhất á là nó tràn dịch. Thứ hai nó bị viêm khớp gối. Thứ ba là nó bị khô khớp, có nghĩa là thối quá khớp. Thứ tư là nó bị gai cái khớp gối. Rồi thứ năm là loãng xương, là thiếu canxi trong xương. Nên cái khớp gối mình nó có rất là nhiều bệnh á. Còn cái thứ sáu nữa, đó là ure máu nhiều quá. Và người ta gọi là acid uric chứ. Gọi là bệnh gout, bệnh gout đó. Ta gọi là bệnh gout, tiếng Việt bệnh gout, tiếng Anh là gout. Như vậy thì tất cả người bệnh đó đều bị cái khớp gối. Và các cái bệnh khác nó sẽ chuyển qua khớp gối nữa. Ví dụ như tiểu đường, nó chuyển qua tim mạch mỡ máu khớp gối. Tiểu đường á, lâu ngày mà đường mà nó cao mà nó không xuống á, thì nó biến qua cái giai đoạn. Mà giai đoạn có giai đoạn là nó sẽ làm cho đau khớp gối dần dần. Cho nên á, cái này là cái khó chứ không phải là cái dễ. Nó chuyên môn. Có những khi người ta khô cái khớp gối á, vì người ta chích một cái loại thuốc đi vào đó để nó đỡ thương trong một bao nhiêu năm đó. Có nhiều người người ta gọi là bơm xi măng á, chứ thật ra nó không phải là bơm cái xi măng mà xây nhà mình đâu. Một cái loại mà nó đặc thù của nó, tức là loại riêng biệt bơm cho cái khớp gối với khớp xương sống bị xẹp rồi đó. Xẹp điểm xương sống hoặc là mòn khớp gối là thối quá, dần dần ta bơm sao cái chất nó vô. Nên mình thường hay gọi là bơm xi măng, chứ theo thầy nghĩ không phải là xi măng này đâu. Xi măng bơm vô cho chết, có nghĩa là chất hóa học mà sao bơm vô đó được. Bơm đó được nó đi vô máu nhiễm trùng chết đâu xi măng ở đó. Nhưng mà có nhiều người nên là trời con mới bơm xi măng về, là trời ơi xi măng mà bơm vô xương sống, mà bơm vô khớp gối thì sao mà mới bơm có gì. Cho nên á, nó cái tràn cái dịch khớp gối nè, nó có nhiều cái nguyên nhân lắm. Mà trong đó có một cái nguyên nhân nó viêm thì nó cũng ra cái dịch khớp gối. Trong cái khớp gối nó có dịch, tức là cái chất nhầy, cái chất cặn bã, cái chất máu mủ rồi đó là chất dịch. Nhưng mà đa phần dịch á là nó liên quan tới một cái bệnh á, gọi là cái bệnh gai. Cái gai ở khớp nó là vôi hóa khớp.
Nhưng mà tại sao người ta nghe nói gai là tại vì cái vôi đó nó cấu tạo giống cái gai. Ví dụ như cái đám cha gai mình nhảy vô cái đâm nát mình hết, là ở ngoài mình nó đâm bên ngoài của mình. Còn đằng này á, cái khớp mình á, nó tích tụ một cái lượng vôi, mà nhiều ngày cái vôi nó chồng lên nhau. Cái vôi đó nó chồng lên nhau, nó trở nên nhọn, nó đâm vô thịt của mình, nó đau lắm. Nó đâm vô thịt của mình, cho nên khi đâm vô thịt của mình á, thì làm cho thịt của mình á, nó bị máu nó chảy ra. Máu chảy ra nó đâu chảy ra ngoài được, nó mới tụ lại trong đó. Nhất là khúc vai, khúc gối, hiểu không quý vị? Tại vì cái đó mình vận động nhiều, khúc gối mình vận động nhiều, khúc vai vận động nhiều, làm cho nó đau, nó sưng. Bắt đầu nó đau, nó sưng từ đó, nó sưng dài dài xuống mà người ta không hiểu nó tại sao. Đó gọi là tràn dịch mà do gai, tràn dịch do viêm, dần dần như vậy. Thì nó tràn dịch nó do gai đó. Nếu tràn dịch do gai á, thì người ta phải đi, nếu nặng người ta phải phẫu thuật à. Nhẹ thì đi hút dịch. Hút dịch tức là người ta đưa kim á, bác sĩ người ta đưa kim vào đó, người ta hút cái dịch đó ra. Hít hút dịch giống hệt như là mình cái vết thương hở mà mình lấy bông băng mình lau chùi vết thương vệ sinh á. Thì ở trong cũng vậy, mình hút dịch, cơ thể mình nó tự cân bằng, tức là còn ít á thì nó tự nhiên nó thải ra theo cái đường mồ hôi, theo cái đường bài tiết đi. Nếu ít nhiều quá nó thải không nổi, nó phải đóng cục lại thành ra một cái khối gọi là áp xe. Ví dụ như mình chích, có nhiều người chích mà bị bệnh viêm nhiễm vi trùng rồi đó, thì người ta chích, chích một vị trí lâu nhiều quá. Ví dụ như hồi xưa mà chích bi đó, hoặc là chích ếch chép, rồi chích bi, rồi chích này nọ, cái nhóm xin đó, chích vô cơ thể. Khi chích vô cơ thể một cái chỗ đó, bắt đầu nó lên thành một cục, cục đó ta gọi là áp xe, nó cứ ngắt này nọ cục nào quý vị. Nếu mà vết thương không phải là vết thương hở nha, cái vết thương đó không phải là hở mà nó trở thành cục ở trong, cứ ngắt vậy đó. Hồi đó ở gần nhà thầy có người có cục cứng ngắc vậy đó, người ta mới chỉ. Có nhiều người chỉ đắp cái này, người chỉ đắp cái kia, đắp cái nọ. Thì có cái chú này lớn tuổi rồi, chú nói ôi cái này dễ ẹt hà, lấy xăng chạy xe Honda tha nó hết rồi. Là ủa kỳ chứ không, để mình xăng chạy xe Honda mà tha nó hết đắp xe mà hết thiệt đó quý vị. Nhưng mà đừng hết dứt vết thương hở nghe, vết thương hở nó sẽ nhiễm trùng mà. Vết thương này không có hở. Tha sáng tha lần lấy miếng, tha lần chiều lấy miếng, tha lần vậy mà nó hết. Mình là không biết sao mà xăng mà nó tác dụng mà vết thương không hở nghe, hở là coi chừng nó nhiễm trùng. Vết thương ở phía trong á, mình tha ngoài da thôi. Vậy đó quý vị, mình thấy là ổng chỉ mình không tin luôn á. Cái đó là ta nói là áp xe. Còn cái này á, là tràn dịch cái khớp. Cho nên á, phương pháp Tây Y á, người ta là người ta sẽ rút dịch ra bằng kim. Còn người ta cho uống thuốc kháng sinh, kháng viêm gì đó. Đại loại là để cho nó bài tiết cái đó, tống cái đó ra ngoài. Hoặc giả là nặng quá, người ta sẽ dùng phương pháp phẫu thuật tiểu phẫu. Gạch cái đó, ta mới lấy cái dịch đó ra. Rồi người ta vệ sinh hết cái đó, người ta léo, người ta mai lại. Rồi từ từ á, nó lành, cho uống thuốc kháng sinh rồi chống nhiễm trùng rồi dần dần rửa vết thương, dần dần. Nhưng ví dụ như cái nguyên nhân á, do viêm thì bắt buộc người ta phải kháng viêm, không cho nó viêm nữa thì nó sẽ hết dịch, đúng không? Còn ví dụ như nó do mà gai thì bắt buộc người ta phẫu thuật, người ta phải cắt cái gai đó đi, ta mài cái gai đó đi thì nó mới hết đâm. Chứ bây giờ mình hút cái dịch ra rồi ngày mai nó đâm tiếp, hút dịch ra rồi đâm tiếp, hút dịch ra rồi đâm tiếp cũng như không, đúng không? Cho nên á, hút dịch là tại vì nó đau quá, thì người ta hút dịch nó đau, ở trong dịch nó nhiều, nó căng lên, nó làm ta đau lắm, nó sưng lên làm đau dữ lắm, có nhiều đau, người đau mà không ăn uống nổi luôn, nó khóc luôn á, lớn mà vẫn khóc luôn á. Cho nên á, người ta phải làm mòn cái gai đó đi,
bằng cách ta phẫu thuật. Nhưng nếu mà cái gai mà nó mới đâm mà nó chưa tụ để làm dịch á, nơi khớp á, thì có một cái cách là người ta sẽ làm tan cái gai đó đi. Nếu cái gai nó đơn giản, không phải là cái gai lâu năm. Cái gai lâu năm mà nó như cái viết này thì thôi khó lắm, khó tan đó lắm. Vôi á, mình muốn tan á, tức tan cái lớp vôi đó đó, là người ta dùng nhiều cái bài thuốc khác nhau. Trong đó có một cái bài thuốc là cái hạt đu đủ chín và ngải cứu tươi cộng một tí muối đi vào. Ví dụ mình lấy nắm hạt đu đủ chín nè, rồi mình lấy một ít thôi ngải cứu, cũng vừa vừa vậy đó, ngải cứu, lấy mấy hột muối là mình giả nát nó ra hết, đắp trực tiếp lên đó luôn, mà đắp 30 phút thôi. Một ngày đắp một lần, ngày đắp một lần, ngày đắp một lần. Như vậy thì trong vòng 10 ngày tới 15 ngày mình thấy là nó hiệu quả. Cho nên có nhiều người mà gai đốt sống rất là nhiều á quý vị. Người ta miệt mài ta đắp ngàn lần mà đắp 30 phút nha, đắp nhiều quá nó phỏng da. Nó nóng quá nó phỏng da thì làm cho tan. Dĩ nhiên đắp mấy ngày đầu á thì không sao, đắp mấy ngày sau mình phải tập. Tập mình đè rồi xuống cho nó bể cái gai đó đi. Nên khi mà nó tác động vào trong gai đó rồi đó, cái đó là ngoại khoa mình đắp nó. Còn nếu mà nội khoa để mà cho tan cái đó đó quý vị, nó có nhiều cách lắm. Người ta lấy cái trái khóm á, rồi người ta mới khoét lỗ trên, ta để cục phèn chua vô, cục phèn chua lớn để trên trong lỗ đó đó, ta nướng cái trái khóm lên, nướng trở bề đều hết trơn. Rồi lên ta mới xuống, ta gọt cái vỏ khóm đi. Rồi ở trong á, ta mới dắt cái khóm đó, hoặc là ép, hoặc là dắt, hoặc là ép, ép là sắc nhỏ 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 nhỏ, rồi cái máy ép, vừa có máy ép đó, để vô miếng ép ra lấy cái nước khóm đó, uống, ngày uống một trái, nó cũng tan đó nữa. Hoặc là ngò ôm với nước dừa, nó cũng tan nữa. Lấy nắm ngò ôm sáng này, ngò ôm chiều, đam giả nát ra, quậy nước dừa để cục muối nhỏ nhỏ vô uống thôi, sáng chiều để đừng cho nó trúng nước dừa thôi. Nó không hết nữa. Hoặc là hạt lười ươi, đười ươi, 8 hạt cho 1 lít nước, rồi quậy ra uống với chia, hoặc là hạt é, mũ gòn nào cho nó ngon vô, uống vô. Thì là nó cũng hỗ trợ cho quá trình đào thải cái mày gai đó đi ra ngoài. Cho nên có nhiều cái cách để mà mình làm đào thải cái gai qua ngoài bằng cách ngoại khoa và nội khoa, tức là uống và đẩy nó ra ngoài thì nó cũng hết cái này nữa. Hết cái gọi là tràn dịch khớp gối, đau khớp gối. Có nhiều người á, là người ta lại dùng á, là trầu lương, trầu mình ăn á, với dừa tươi sắc ra vài lá trầu, thường thường ta cỡ 5 lá trở lên, ăn thu lá nhỏ lá lớn, sắc ra để trong trái dừa. Người ta bịt lại, người ta để tủ lạnh, qua sáng bữa sau người ta uống cái nước đó, người ta lấy nước đó người ta uống thì nó cũng hết cái này nữa. Quý vị có nhiều cách, nhưng mà cái này đó là ngoại khoa với nội khoa bằng cái phương pháp đông y, y học cổ truyền. Nhưng mà nếu mà nặng quá thì người ta bắt buộc người ta phải đi tây y thôi, khám bác sĩ, uống thuốc, rồi mổ xẻ hút dịch, vân vân. Thì nó có nhiều cái cách khác nhau, thì tùy vào cái loại nặng nhẹ của cái tràn dịch cái khớp gối này và nguyên nhân nào nó lại bị dịch cái khớp gối, thì người ta xử lý ở trên cái nguyên nhân đó thì nó sẽ hết. Cho nên con người mình á quý vị, nói về bệnh á thì thôi nó rất là nhiều, có những cái bệnh tiềm ẩn mà mình không có biết. Nhất là mình uống nước ít uống nước á, dễ dàng nó đang lắng cặn ở trong bàng quang của mình và ở trong thận, nó lắng cặn ở trong đó, cặn lắng lâu ngày
thì nó sẽ sành sạn. Trong mật mình cũng vậy, lâu ngày nó trở thành sạn. Trong khớp mình cũng vậy, lâu ngày nó trở thành gai. Thì cái gai đó với cái sạn đó đó quý vị, nó sẽ giống nhau là ở chỗ cái lớp vôi. Cho nên đó, người ta có những cơ thể nó tổng hợp vôi đó rất là nhiều. Nhớ mới mổ năm trước 6 tháng sau cái là có sạn nữa, mổ nữa, không mổ là nó sẽ nó gạch vô trong thận, trong một tiết niệu, nó làm chảy máu. Rồi bắt buộc người ta phải đi tán sỏi, hoặc là người ta đi đốt gai tán sỏi đó, tán tức là dùng laser bắn cho nó bể ra. Cái tia laser đó bắn vô cho nó bể ra tán sỏi. Hoặc là người ta phẫu thuật nội soi, hoặc là có những vị trí là người ta phẫu thuật mổ hở. Mổ hở là từ ngoài da mổ đi vô, gọi là mổ hở. Mổ nội soi là đưa cái cây mổ đưa vô trong, nó sẽ thực hiện phía bên trong rồi rút cây đó ra. Người ta giá lại thôi. Cái đó là kỹ thuật nội soi. Cho nên đó quý vị nên uống nước điều. Cái gì nhớ uống nước điều. Uống đủ, uống điều là tốt nhất, đừng uống quá nhiều. Uống điều chứ không uống quá nhiều. Chút uống, nửa tiếng uống, nửa tiếng uống, nửa tiếng uống vậy đó. Uống hớp hay hớp càng nhiều. Có nhiều người là ngày uống 2 lít nước vậy thôi, sáng nóc 1 lít, trưa nóc 1 lít rồi xong. Cả ngày đó nghỉ, ngày nay tôi nhiệm vụ xong, uống nước cơ thể xong. Đó là không phải. Ông uống rải đều ra luôn cho trước khi đi ngủ. Trước khi đi ngủ uống ngụm thôi. Uống nhiều quá mắc tiểu giật mình. Và cơ thể mình có cái khả năng là cô đặc nước tiểu nha. Mình ngủ á, tự nhiên cái não mình nó sẽ tiết ra một cái chất làm cho cô đặc nước tiểu, tức nước tiểu đặc lại. Nó chứ nó không có loãng như là thức, thức thì nước tiểu loãng, nhưng mà ngủ qua là nước tiểu đặc. Cho nên thường nước tiểu đặc lại thì nó có màu vàng. Còn ban ngày nước tiểu loãng nó có màu trắng. Còn nếu mà đặc nhiều chừng nào thì có màu vàng nhiều chừng đó. Cho nên đó quý vị, ban đêm mà sáng người ta đi tiểu, người ta thấy nước tiểu vàng vàng, người ta tính nóng trong mình nhiều thì nó cũng là không phải hoàn toàn đâu, mà đó là cái độ cô đặc nước tiểu của bàng quang mình. Hết giờ mình nghỉ, bữa sau tiếp. Thông qua kinh giúp minh tinh của chùa Pháp Tạng, thầy cũng xin nhắc luôn là chùa mình không có lập Facebook để bán thuốc. Người ta giả danh thầy, giả danh chùa để bán thuốc trục lợi. Gặp những trường hợp đó, quý vị coi Facebook mà thấy quảng cáo bán thuốc, xin liên hệ với thầy nhé, thầy giúp cho gì đó, là không có phải. Trong những trường hợp đó, quý vị nên gọi điện thoại về hỏi văn phòng của chùa, số điện thoại văn phòng của chùa 028-3877-3877, số điện thoại di động 0918-270-732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đồng hành quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng. Và rất là tri ân quý vị Phật tử đã hùng phước trùng tu xây dựng chùa, cũng như là điện Phật. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Xin mời chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.